Nhận định Hải Phòng với SHB Đà Nẵng, 18 giờ ngày 12 tháng 4, thành tích của đội chủ nhà thời điểm này đang rất nghèo nàn. Hồi đầu mùa chơi hay bao nhiêu, giờ đây họ lại càng gây thất vọng bấy nhiêu. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thành tích của đội chủ nhà thời điểm này đang rất nghèo nàn. Hồi đầu mùa chơi hay bao nhiêu, giờ đây họ lại càng gây thất vọng bấy nhiêu. Cụ thể, Hải Phòng đang phải trải qua chuỗi 4 trận thua tệ hại, trong đó có đến 3 trận thua với tỷ số cách biệt 2 bàn trở lên. Thành tích bết bát này còn lan sang cả sân nhà của Hải Phòng. 3 trận gần nhất tại Lạch Tray, Hải Phòng đều để thua với cùng tỷ số 0-2. Với những kết quả kém cỏi này, đội chủ nhà đã bị kéo vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có được 9 điểm. Không những vậy, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đang có số bàn thua cao nhất giải đấu 12 bàn. Sau 2 chiến thắng tại vòng 6 và vòng 7, SHB Đà Nẵng đã bị ngắt mạch chiến thắng bởi ứng cử viên vô địch Hoàng Anh Gia Lai. Trận thua đó khiến đội quân huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tụt xuống vị trí thứ 4 và phải nhường chỗ Viettel. Bù lại, thành tích trên sân khách của SHB Đà Nẵng rất đáng khen. Đội bóng này đã bất bại tới 5 trong 6 trận phải thi đấu xa nhà. Ngoài ra, ngoại binh Fernandes của SHB Đà Nẵng đang đứng chung mâm cùng Văn Toàn, Tiến Linh. Về thống kê ghi bàn, hiện anh đã có được 5 bàn thắng cho riêng mình. Năm ngoái, khi đối đấu với nhau, SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng cả 2 trận. Soi tỷ lệ kèo châu Á, kèo 1/4, không Hải Phòng đang không có phong độ tốt. Họ đã thua kèo 4 trận gần nhất. SHB Đà Nẵng mặc dù phong độ thất thường nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn. 2 trong 3 trận trên sân khách đội bóng này đều thắng kèo. Chưa kể, năm ngoái gặp nhau SHB Đà Nẵng đều giành được chiến thắng. Chọn đội khách, soi tỷ lệ kèo tài xỉu, kèo 2/1/4 trải qua 5 trận, đội chủ nhà mới ghi được duy nhất một bàn thắng. 5 trận gặp nhau trước đây, Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đều kết thúc với tỷ số ít bàn thắng. Chọn xỉu.